Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại màn hình gập giá tốt của Samsung thì các bạn có thể tham khảo qua mẫu Samsung Galaxy Z Flip 3 đang được bán tại Cellphone với mức giá là khoảng 23.990.000 đồng. Tất nhiên đây chỉ là giá niêm yết mà thôi, còn các bạn sẽ nhận được rất nhiều quà tặng đến từ Cellphone đấy, ví dụ như là giảm 4 triệu nếu các bạn thu cũ lên đời cái thứ này, rồi là giảm rất nhiều thứ nữa cơ này. Galaxy Gift cũng là 4 triệu thứ nữa này. Ui nhiều quá. Phiếu mua hàng lại còn tặng cả 1 triệu nữa. Đại loại là nếu mà không lấy quà thì giá nó sẽ rẻ đi rất là nhiều. Và nếu mà các bạn muốn biết giá cuối như thế nào thì hãy kích vào đường link mình để phía dưới phần ghim comment của video này nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Minh. Bạn hỏi là: chú Dương ơi, giữa iPhone 10s cũ và một máy Android mới cùng số tiền bỏ ra cho iPhone 10s cũ thì cháu nên lựa chọn cái nào? Cháu định dùng ổn, không giật lag trong vòng 4 năm. Nếu lựa chọn Android thì dùng máy nào? Máy Android hiệu năng tốt nhất trong tầm giá thì càng tốt. Chúc chú nhiều sức khỏe và thành công. Nếu mà như thế thì bạn có thể cân nhắc cái chiếc Redmi K40 Pro cũng ở trong cái tầm giá của iPhone 10s thôi. Đấy thì cũng chia sẻ với bạn luôn, đấy là chính bạn dựng video của cái video này, bạn cũng đang sử dụng một cái chiếc Redmi K40 Pro. Thế thì về cơ bản, Redmi K40 Pro mà so với cả iPhone 10s thì mình đánh giá là K40 Pro có một cái màn hình đẹp hơn, kích thước lớn hơn, giải trí tốt hơn, tần số quét cao hơn, một cái hiệu năng tốt hơn với con chip Snapdragon 888 mà bạn có thể sử dụng được tương đối là lâu dài. Nói là 4 năm thì nó hơi quá, nhưng mà mình nghĩ là 4 năm với cách thông thường thì thoải mái. Đấy, rồi là nó sẽ có bộ nhớ trong tối thiểu đã là 128GB rồi. Nó sẽ có một cái camera đa dụng hơn so với iPhone 10s. Mặc dù là về vấn đề quay phim với thu âm thì nó không bằng đâu, nhưng mà về cái việc là có camera góc rộng với việc có nhiều camera phía sau thì trong quá trình chúng ta sử dụng nó cũng sẽ đa dụng hơn. Pin nó cũng sẽ nhỉnh hơn iPhone 10s. Nó cũng có loa ngoài là loa kép, còn kháng nước kháng bụi thì tất nhiên tiêu chuẩn nó thì không bằng iPhone 10s được, nhưng mà iPhone 10s thì nó cũng là một sản phẩm cũ rồi nên là kháng nước kháng bụi nó cũng không thể lấy cái điều đó ra để mà so sánh được, đúng không ạ? Đấy. Còn iPhone 10s chúng ta sẽ hơn ở những cái gì nào? Chúng ta sẽ hơn về cái phần thương hiệu. Thương hiệu này nó sẽ giúp cho chúng ta có việc là mua đi bán lại dễ dàng, sửa chữa dễ dàng, nhiều phụ kiện đi kèm, rồi là nhiều các cái thứ hay ho khác. Đấy, ví dụ như là iMessage, FaceTime rồi các thứ. Đấy, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ được ở những cái đó. Nhưng mà nếu mà với cùng một số tiền bỏ ra thì bạn có thể lựa chọn mua một sản phẩm Android mới tinh mà theo cái nhu cầu của bạn, mình nghĩ là Redmi K40 Pro nó sẽ phù hợp hơn. Rồi, có thêm một cái sản phẩm nữa mình nghĩ là cũng rất là ngon nhé. Thời gian ở đây mà hôm sau thì mình sẽ có một video mình nói chi tiết hơn về nó. Đó là chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10S. Đấy, Mi 10S bây giờ một số cửa hàng cũng đang bán lăn quanh tầm khoảng trên 9 triệu thôi, còn nó cực kỳ ngon luôn đấy. Có chăng là cái hiệu năng của nó không bằng K40 Pro nhưng mà cái màn hình cong này rồi các thứ mình nghĩ là nó rất là ổn đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Quân. Bạn hỏi là: em mới mua Meizu 18 Pro thì có nên dùng lâu dài hay không? Mấy năm sau thì rất khó sửa chữa nếu như hỏng. Meizu không phổ biến ở Việt Nam, vậy nên chuyển sang Samsung S20 Plus chip Snapdragon hay không? Có bạn trong comment kêu xài 2 năm rồi đổi, xài đến 2-3 năm nữa có máy cùng giá thì ok thì đổi. Mẹ em sắp mua S20 cộng nên em cũng sắp biết câu trả lời luôn rồi. Thực ra là với cái tầm giá của Meizu 18 Pro thì bạn hoàn toàn có thể mua được Samsung Galaxy S20 Ultra hàng cũ. Đấy, thay vì việc mua S20 Plus, đây mình khuyên thật. Chứ nếu mà sử dụng S20 Plus ấy, thì đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là nó hơi thiếu thiếu một cái gì đấy, nó không toàn diện. Và nếu mà so với cả Meizu 18 Pro thì rõ ràng là S20 Plus sẽ thua hẳn về màn hình, thua hẳn về cái thiết kế, thua cả về cái phần hiệu năng. Đúng ạ, sạc xiếc các thứ thì cũng sẽ không thể nào mà nhanh bằng được. Nên là nếu mà đã chuyển sang Samsung thì cùng cái tầm giá của Meizu 18 Pro mới thì thà bạn mua một con S20 Ultra thì bạn sẽ không cảm thấy nó ấy. Và thậm chí là lúc đấy bạn sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn thay vì việc là bạn mua S20 Plus. Thì đấy là cái quan điểm của mình. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thiện Trần. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, em có 40 triệu thì nên sắm combo điện thoại Android và iOS nào ạ? Chúc anh nhiều sức khỏe, em cảm ơn. Nếu mà là mình mà có từng này tiền nhé, thì mình sẽ ưu tiên mua những cái sản phẩm đời mới bây giờ. Ví dụ như mình sẽ bỏ ra tầm khoảng 19-20 triệu để mà mua một cái iPhone 13 mini. Còn số tiền còn lại khoảng 20-21 triệu thì mình sẽ mua một cái Samsung Galaxy S21 Ultra.
Và mình nghĩ rằng combo đó là combo hợp lý nhất. Bởi vì sao? Bởi vì là hai sản phẩm có thể bù trừ cho nhau. Khi bạn đã sử dụng hai sản phẩm rồi thì cái yếu tố màn hình bé và cái pin của cái iPhone 13 mini nó không thành vấn đề nữa. Và pin của 13 mini thời điểm bây giờ hoàn toàn không phải là một viên pin yếu nhé. Nó có thể không phải là sản phẩm pin trâu nhưng pin của nó không hề yếu đâu. 13 mini năm nay cải tiến pin khá là nhiều đấy. Đấy thì mình nghĩ là bạn cũng nên cần phải cân nhắc cái điều này. Đấy, còn 40 triệu mình nghĩ là combo đó là cũng là rất là hợp lý rồi. Khi mà chúng ta đã có tiền rồi, chúng ta cứ nghĩ đến Samsung, Apple mà chơi thôi, đúng không ạ? Rồi, còn tất nhiên nếu mà chúng ta tăng hẳn lên một cái sản phẩm của Samsung hoặc tăng hẳn lên một sản phẩm của Apple thì cái sản phẩm Android chúng ta sẽ phải giảm đi. Ví dụ như nếu mà chúng ta bỏ ra tầm khoảng 30 mấy triệu đi để mua một cái iPhone 13 Pro Max thì chúng ta sẽ còn tầm khoảng 7-8 triệu gì đó để mua một cái Android. Android nếu mà bạn mua Samsung thì bạn có thể mua được Samsung Galaxy Note 10 cũ đấy. Nhưng mà nếu mà bạn mua điện thoại mới tinh thì bạn có thể mua được một chiếc Realme GT Neo 2. Đấy thì thì combo đấy cũng được. Một Android với một iOS thì là cái iOS nó sẽ cao hẳn lên. Hoặc là nếu một cái Android mà nó cao hẳn lên đi, ví dụ như là bạn lại thích kiểu như là Samsung Galaxy Z Fold 3 đi, ví dụ thế. Đấy thì bạn còn khoảng 4-5 triệu để mua một cái điện thoại iOS thì ý nghĩa lúc đấy là bạn lại chỉ mua được iPhone 8 hàng cũ thôi. Đấy, nên là nếu mà để một cái combo mà đồng đều nhất đều có một cái hàng mới tinh thì mình nghĩ là iPhone 13 mini cộng với cả một cái Samsung Galaxy S21 Ultra sẽ là hợp lý. Đấy thì đấy là cái quan điểm của mình. Không biết ý kiến các bạn khác như nào có thể để lại comment nhé. Mình rất là mong có nhiều những comment tích cực góp ý như vậy, được chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hùng Cao. Bạn hỏi là: anh Dương tư vấn dùm em với ạ. Em đang muốn đổi điện thoại. Hiện tại tài chính của em là từ 10 đến 13 triệu thì nên mua Samsung hay là Xiaomi sẽ tốt hơn? Hiện tại em đang dùng Samsung Galaxy S9, anh có thể tư vấn dùm em nên mua điện thoại nào hay không? Vì em cũng chơi game hơi nhiều, cảm ơn anh. Rồi, thế thì đầu tiên là mình sẽ phân tích xem là thứ nhất là chúng ta sẽ mua hàng mới trước đi nhé. Thì hàng mới tầm từ 10 đến 13 triệu là chúng ta đã có thể mua được một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 FE rồi. Con này rất là tốt, thực sự luôn, con này rất tốt nếu mà xét trên cả yếu tố thương hiệu nữa. Hai là nếu mà chúng ta mua Xiaomi thì chúng ta sẽ mua được Xiaomi 11T Pro 5G đấy. Được đấy, 11T Pro 5G là chắc là mua được đấy. Thế thì nếu mà là mình ấy, thì mình nghĩ là Xiaomi 11T Pro 5G nó sẽ hơn đấy. Bởi vì là nó sẽ hơn hẳn về cái phần hiệu năng, nó sẽ hơn hẳn về cái sạc, nó cũng sẽ hơn cả về pin nữa. Mình thì mình nghiêng về Xiaomi 11T Pro 5G hơn đấy. Nhưng vì hiện tại là bạn đang sử dụng Samsung Galaxy S9 thì nếu mà bạn muốn sử dụng một cái sản phẩm mà nó quen thuộc hơn, về cái hệ sinh thái nó quen thuộc hơn ấy, thì mình nghĩ là nên lựa chọn S20 FE bởi vì nó có cái yếu tố thương hiệu nữa cơ. Đấy. Chứ còn đôi khi sang Xiaomi, nếu mà thi thoảng bạn xuất hiện những hiện tượng nhiều là nhận thông báo chậm cái thứ, bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu, thực sự là như thế đấy. Nên là mình nghĩ là cũng cần phải cân nhắc cái điều này. Còn nếu mà bạn không ngại hàng cũ thì tầm 13 triệu là bạn đã có thể mua được Samsung Galaxy S20 Ultra. Và mình nghĩ là S20 Ultra là cái chiếc điện thoại dòng S, kiểu như là dòng S cao cấp chứ không phải là cận cao cấp như là cái dòng S20 FE. Thì khi mà bạn từ S9 bạn lên S20 Ultra, bạn sẽ cảm thấy nó hơn hẳn luôn đấy. Thì cũng cần phải cân nhắc thêm điều này. Vậy là như này nhá. Đấy là mặc dù Xiaomi 11T Pro là một sản phẩm rất là tốt trong tầm giá từ 10 đến 13 triệu, nhưng nếu bạn đang dùng Samsung Galaxy S9 thì bạn có thể cân nhắc là một là mua S20 FE hàng mới tinh, hai là bạn có thể mua S20 Ultra, được chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đại Trần. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, tư vấn cho em con điện thoại giá từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu, pin trâu, màn hình Full HD hoặc là Full HD cộng, đều đủ để phụ huynh sử dụng các tác vụ thông thường, lướt web nhẹ. Nếu mà như thế này ấy, thì bạn có thể cân nhắc thử tìm ở những cái nơi nào mà họ còn sót lại những cái sản phẩm như kiểu là Vsmart Lite 4, thì mình nghĩ là đó là sản phẩm đáng mua nhất. Vsmart Lite 4 ngày trước ý, là đã từng có thời gian là Vsmart họ dừng bán, họ xả hàng những sản phẩm đó, và đã từng có thời gian có những cái sản phẩm Vsmart Lite 4 là dưới 3 triệu cơ. Đấy, nhưng mà không biết là các bạn có mua kịp hay không. Thì nếu bây giờ các bạn mua kịp thì mình nghĩ là hợp lý. Chip 675 này, pin 5000 này, có hỗ trợ sạc nhanh, phụ huynh dùng thì mình nghĩ là rất là ổn thôi. Đó. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Lê Vi Vũ. Bạn hỏi là: mong anh tư vấn cho em máy tính bảng dưới 9 triệu sử dụng được giải trí cơ bản, không chơi game, hệ điều hành Android hay iOS đều được, nhưng anh tư vấn cả máy mới lẫn máy cũ. Cảm ơn anh. Rồi, nếu mà như thế này thì mình nghĩ là
9 triệu nhá, thực ra là 9 triệu là ngày xưa là chúng ta đã mua iPad Gen 9 rồi. Nhưng thời điểm bây giờ thì iPad Gen 9 nếu mình không lầm là giá nó đã tăng lên rồi. Vậy nên nếu bạn có thể tìm được ở chỗ nào mà bán iPad Gen 9 với mức giá là tầm khoảng 9 triệu hoặc hơn một tí cũng được, thì là mua, nên mua iPad Gen 9. Còn nếu mà không thể thì mua iPad Gen 8, nó cũng đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn như là giải trí cơ bản mà không chơi game rồi. Đấy, thì mình nghĩ là mua như thế là hợp lý. Còn riêng về máy tính bảng thì mình luôn luôn ưu tiên iOS. Đấy, mình nói luôn. Kể cả trên kênh YouTube của mình có giới thiệu đến những máy tính nhà Android khác, nhưng mà mình luôn luôn mua iPad. Đấy là mình nói thật, đây là với quan điểm của mình. Và tất nhiên, ví dụ như các bạn có thể mua những cái sản phẩm máy tính bảng của Android khác, ví dụ như là mua Samsung để ưu tiên về vấn đề nghe gọi nữa này, đúng không ạ? Nghe gọi luôn bằng SIM luôn đấy nhá. Hay là các bạn có thể mua Lenovo với cái tầm giá khoảng 10-11 triệu chứ, với cái nhu cầu là bạn có một cái máy tính bảng màn hình OLED các thứ đấy, thì tùy vào nhu cầu thôi. Nhưng mà với mình ý, thì mình thích cái hệ sinh thái của Apple hơn, nên mình lựa chọn iPad. Đấy, không điểm gì giấu giếm cả, được chưa? Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.